Cái gì? Má lại làm cháy nữa cái gì nữa hả? Trời ơi. Má rửa chén rồi má kho cá nên má quên. Sao má không rửa chén xong á rồi má hắn kho cá? Ngày nào cũng vậy. Rửa chén á thì bể chén, kho cá thì cháy cá. Để lần sau má để ý hơn. Má xin lỗi con nha. Nếu mà má thấy ở với con cực quá thì má xách đồ qua ở với con Út đi. Con gái ruột của má cơ mà. Sao em lại nói như vậy với má hả Thảo? Em làm sao? Má ở với em sướng quá mà. Rửa có mấy cái chén, lo có mỗi bữa cơm thôi mà má làm cũng không xong nữa. Em rước má lên đây để em chăm sóc má hay là má chăm sóc em vậy Thảo? Hiền, con đừng la em, là lỗi của má, má làm sai. Thôi để con gọi con Út, rước má về. Dù gì á, hôm nay cũng là ngày cuối má ở với con rồi. Alo, mày qua rước má về nha. Hôm nay là tới ngày mày rước má về rồi đó. Thì chị kêu má bắt xe qua đi, em đang bận đi shopping mà. Má! Hiền, sao má ra nông nội này, sao má lại đi bán vé số? Con Nhung muốn nói với má, ở nhà rảnh quá không có chuyện gì làm, đi kiếm việc gì đó làm để kiếm tiền phụ nó tiền cơm. Má đi bán vé số không sao á. Chắc nó gọi cho má đó. Alo, má bán hết vé số chưa? Má bán được 22 tờ rồi. Cái gì má ơi là má ơi, sắp tới giờ sổ tới nơi rồi mà còn 78 tờ. Má ngồi chơi đâu đúng không? Không chịu bán hàng đúng không? Không, má không có làm biếng. Má mời nhiều người lắm mà có người mua, có người không mua. Má có mời người ta mà ta không mua. Trời ơi, thì giờ má ra giữa đường á, má khóc lóc đó, người ta thương người ta mua cho má, chứ má ngồi chỗ sao mà bán. Vậy nha, má bán hết mới được về đó. Má được không má? Mày có giỏi á, mày dậy ra đây mày bán đi. Mày gọi cả con Thảo nữa, đi về nhà má ngay lập tức gặp chị. Má, con chở má về má. Ủa má, má bán vé số sao rồi? Đưa tiền vé số cho con coi. Trời ơi, có 220, lỗ mất 500 ngàn. Đây, chị đưa phần của má. Trời ơi, đúng là chị nuôi giàu quá khác. Cảm ơn chị nha. Mà chị kêu tụi em tới đây làm cái gì? À, không phải căn nhà này đã bị bọn cho vay siết nợ rồi hả? Ồ đúng rồi, sao má với chị ở đây được vậy? Nội thất còn nguyên luôn, không bị siết hả? Thật ra, khi ba tụi con mất, má có nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa.